Thưa quý vị, năm 2018 vừa qua là một năm mà Việt Nam chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trên cả ba lĩnh vực là văn hóa, thể thao và du lịch. Ba lĩnh vực này vốn được coi là sức mạnh mềm của một quốc gia. Nhiều chiến lược đã được triển khai để đạt được những thành tựu đột phá hơn, bền vững hơn trên cả ba lĩnh vực này. Đồng thời trong những ngày đầu năm mới này thì ngành văn hóa cũng đã có những sự chuẩn bị để việc tổ chức quản lý những lễ hội xuân Kỷ Hợi được an toàn, lành mạnh và văn minh. Vâng, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay trong những ngày đầu xuân này. 2018, bóng đá Việt Nam đã làm nên những kỳ tích. U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup và lọt danh sách 8 đội mạnh nhất châu Á. 2018, Việt Nam là điểm đến của hơn 15 triệu lượt khách quốc tế. Các người đẹp Việt Nam liên tục chiến thắng ở đấu trường sắc đẹp uy tín toàn cầu. Xin chào Bộ trưởng ạ. Có thể nói 2018 là một năm khá thành công của Việt Nam trên cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với rất nhiều những giải thưởng quốc tế. Đặc biệt là bóng đá thì một loạt kỳ tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các giải đấu khu vực đã thực sự làm nức lòng hàng triệu triệu người dân Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể ngủ quên trên chiến thắng. Nếu nhìn về tương lai thì làm thế nào để có được nhiều thế hệ cầu thủ giỏi và những đội bóng sạch? Chúng tôi cũng xác định rằng đây chỉ là mới những thành tích bước đầu đặt nền bóng để thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng vươn ra tầm châu lục và hướng đến là tầm của Olympic. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết chúng ta phải quan tâm đến công tác đào tạo trẻ và những cái mô hình đào tạo trẻ rất là có hiệu quả như mô hình của Hoàng Anh Gia Lai, của TRT, của VPF, của Viettel, của Sông Lam Nghệ An, vân vân, và phải phát huy được vai trò của các doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội, và phải củng cố tổ chức lại các cái giải bóng đá trong nước, và đặc biệt là giải V-League. Thì làm thế nào để cái giải V-League của chúng ta nó trong sạch, nó chất lượng hơn, và có thể nói rằng là đây là cái tiền đề để cho bóng đá Việt Nam phát triển và quan tâm đến cái vấn đề đạo đức sân cỏ, giáo dục văn hóa, lối sống trong các huấn luyện viên và vận động viên của chúng ta. Và ngành thể thao Việt Nam cũng phải phối hợp với Liên đoàn bóng đá để phải có chiến lược phát triển bóng đá của Việt Nam. Thưa Bộ trưởng, 2018 thì du lịch Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế và mục tiêu đặt ra cho 2019 là hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, nghĩa là một cái thử thách khá lớn. Bên cạnh đích tăng trưởng thì du lịch Việt Nam còn phải khắc phục rất nhiều những hạn chế về chất lượng dịch vụ, về sản phẩm du lịch và đặc biệt là môi trường kinh doanh du lịch. Vậy thì giải pháp nào để gỡ sạn du lịch, để Việt Nam thực sự là điểm đến mà bạn bè quốc tế muốn quay trở lại nhiều lần? Chất lượng sản phẩm du lịch của chúng ta cần phải nâng cao, là dịch vụ du lịch cần phải đa dạng hơn, các cái sản phẩm du lịch của chúng ta cần phải phong phú hơn, và cái nguồn nhân lực, chất lượng của nguồn nhân lực của chúng ta cũng phải được cải thiện hơn. Đương nhiên là vẫn còn rất là nhiều cái tồn tại hạn chế trong việc quản lý của ngành du lịch, như vấn đề quản lý tour giá rẻ như thế nào, rồi vấn đề về cơ sở hạ tầng của chúng ta cần phải cải thiện hơn, nhất là các cái đường bay thẳng của chúng ta cần phải được tăng cường. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch của chúng ta phải tập trung vào đầu tư, có trọng tâm trọng điểm hơn. Kinh nghiệm của Thái Lan cũng nhiều như nhiều nước khác trên thế giới, và cũng cho thấy rằng nếu như từng người dân họ hiểu được và họ làm tốt cái công tác quảng bá hình ảnh của chính mình thì chính là họ cũng đã góp phần vào quảng bá hình ảnh của đất nước của Việt Nam và du lịch Việt Nam. Năm nào thì vấn đề lễ hội cũng là một vấn đề nóng mà ngành văn hóa phải giải quyết. Bên cạnh những mặt tích cực, những cái nét đẹp truyền thống thì vẫn còn những biểu hiện lệch lạc mặc dù chúng ta đã rất có nhiều cố gắng. Vậy thì thông điệp đầu năm của Bộ trưởng về vấn đề tổ chức và quản lý lễ hội như thế nào ạ? Chúng tôi cũng rất là mong muốn tất cả chúng ta cùng chung tay để bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp vốn có của lễ hội của chúng ta. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch
cũng đã ban hành rất nhiều các cái văn bản để góp phần vào chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội. Thì rất mong mọi người, kể cả những người tổ chức, kể cả những người tham gia, phải luôn có ý thức để làm cho lễ hội trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc trong những ngày đầu xuân. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam.